Thân ái, chào quý vị và các bạn. Chương trình sống khỏe hôm nay chúng tôi xin nói về công dụng của cây rẽ quạt, vừa làm cây cảnh, vừa là thuốc trị bệnh. Cây rẽ quạt là thân cây thảo, cây rẽ quạt cao khoảng 5 cm, lá cây mảnh dẻ, rộng 2 cm, dài 30 cm, các lá xen lẫn nhau để tạo thành mặt phẳng, xòe ra giống như quạt nên được gọi là cây rẽ quạt. Hoa rẻ quạt mọc thành cụm mỗi hoa có sáu mảnh vàng cam sen các đốm đỏ quả hình giống trứng chim sẻ màu đen bóng phân bố thu hái và chế biến cây rẻ quạt toàn bộ các bộ phận từ rễ thân lá đều có thể dùng làm thuốc người ta thu hái vào mùa thu và đông khi lấy về tước lá cắt rễ đem rửa sạch các đất ngâm vào nước gạo vo ngày đêm nhằm tẩy độc cuối cùng dược liệu được thái mỏng phơi khô để sử dụng làm thuốc tùy theo từng mục đích công dụng dược lý của cây rẻ quạt cây rẻ quạt có vị đắng tính hàn hơi độc tác động trực tiếp vào hai kinh phế và can tác dụng cây rẻ quạt thanh nhiệt giải độc tiêu viêm khóa đờm chữa nhiều bệnh lý về họng tốt cho tiêu hóa dịch tiết liều cao từ rẻ quạt còn ức chế các loại nấm da kháng chủng virus đường hô hấp như khuẩn liên cầu khuẩn bạch cầu khuẩn bồ đào khuẩn thương hàn tác dụng của cây rẻ quạt hiện nay cây rẻ quạt được trồng nhiều tại các gia đình vừa làm cảnh vừa làm thuốc hỗ trợ điều trị hiệu quả cả đông y lẫn y học hiện đại đều chứng minh nghiên cứu vai trò của cây rẻ quạt trong việc chữa viêm amidan viêm họng viêm phế quản mãn tính ho hen suyễn ho có đờm bí đại tiểu tiện sưng vú tắc tia sữa trị trướng bụng ngoài ra thường xuyên xuất miệng bằng nước cây rẻ quạt còn giúp làm sạch miệng phòng ngừa nhiều bệnh viêm nhiễm răng miệng cây rẻ quạt chữa bệnh gì chữa viêm họng dùng từ 5 đến 6 lá hay củ cây rẻ quạt khô đem sắc lấy nước uống từ 2 đến 3 lần trong ngày hoặc giả nát lá cây pha cùng nước lọc nước lấy nước cốt uống mỗi buổi tối kiên trì đều đặn từ 3 đến 5 ngày nhanh chóng giảm triệu chứng viêm họng sát trùng vòm họng lấy rễ cây khô cùng nhai với một chút muối rồi nuốt nước ngày thực hiện vài lần để lại để sạch vòm họng giảm sưng đau chữa viêm họng mãn tính dân gian đã tận dụng tác dụng của cây rẻ quạt trong việc chữa viêm họng mãn tính bằng cách bạn lấy củ rẻ quạt cỡ to đem rửa sạch nướng chín rồi giã nát cùng với 10 gram muối hỗn hợp cho vào lọ kính hàng ngày lấy ra ngậm nhai có thể nuốt cả xác lẫn nước dùng từ 2 đến 3 lần trong ngày liên tục từ 3 đến 5 ngày sẽ khỏi trị viêm yết hầu thể nhẹ khi bạn nhận thấy yết hầu xuất hiện các triệu chứng sưng đau và nóng đỏ hãy áp dụng bài thuốc với nguyên liệu 9g rẻ quạt 9g kim ngân hoa, thêm bạc hà, cam thảo, ngu bàn tử mỗi loại 6 gram, cho tất cả vào sắc cùng 500 ml nước, lấy còn 150 ml nước chia uống 2 ngày, một ngày uống 2 lần lúc còn ấm. Thời điểm phát huy tối đa hiệu quả là sau ăn sáng và tối, dùng liên tục từ 5 đến 7 ngày. Chữa ho dai dẳng lâu ngày khó khỏi, bài thuốc một rẻ quạt, Tử uyển, bán hạ, khoảng đông hoa, sinh khương, đại táo mỗi vị 10g, ngũ vị tử 3g, ma hoàng 7g, tế tăng 3g, lấy tất cả dược liệu cho vào sắc với 3 bát nước để còn lại một bát chi uống hai lần trong ngày. Bài thuốc 2 Dùng rẻ, rễ rẻ quạt khô, dây cam thảo tơi, hạt đậu chiều sao vàng mỗi vị 8g, thêm 10g xài đất khô nấu nguyên liệu cùng 400 ml nước khi còn khoảng 100 ml chia uống hết trong ngày trị hen suyễn ở trẻ cây rẻ quạt chữa bệnh gì ghi nhận được sự tích cực trong quá trình điều trị hen suyễn ở trẻ nhỏ khi gia đình bạn có trẻ nhỏ bị bị bệnh hãy lấy cây rẻ quạt khoảng đông hoa mỗi vị 6 g rừng gừng tươi ma hoàng mỗi vị 3 g bán hạ chế tử uyển mỗi vị 9 g ngũ vị tử tế tăng mỗi vị 1,5 gram cho toàn bộ nguyên liệu cùng 3 bát nước vào sắc còn một bát uống hai lần trong ngày đến hết áp dụng bài thuốc này đều đặn từ 7 đến 10 ngày chữa tắc tia sữa rắn cắn chỉ cần lấy lá lẻ quạt rẻ hoạt rửa sạch đem giả nát rồi lấy nước uống phần bả đắp vào vị trí cần thiết như bầu vú hay vết thương cắn rắn cắn là được đi đại tiện tiểu tiện không thông bị quay bị dùng 10 g cây rẻ quạt khô sắc cùng 800 ml nước để uống nước hàng ngày trị tức nước trong bụng khó tiểu giả 20 g cây rẻ quạt tươi lấy nước uống cho đến khi đi tiểu được là mới ngừng điều trị viêm phế quản mãn tính các trường hợp bị viêm phế quản mãn tính nên sắc nước uống mỗi ngày từ 5 g cây rẻ quạt khô cam thảo hoàng cầm các cánh mỗi vị 2 gram. Tình trạng bệnh sẽ có sự cải thiện sau một thời gian ngắn kiên trì áp dụng điều đặn. Những ai nên dùng cây rẻ quạt khi cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc môi trường sống của con người bị đe dọa bởi nhiều nguồn ô nhiễm khác nhau. Từ đó hình thành nhiều nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm khó khỏi do dù thực hiện các biện pháp y học sử dụng thuốc tây đặc biệt bị viêm họng là căn bệnh thường gặp nhất ở mọi đối tượng khi thường xuyên hút phải bầu không khí dầu khói bụi thiếu trong lành thậm chí nhiều trường hợp bị nhờn thuốc cứ vài tuần vài tháng lại tái phát gây ra những bất tiện trong sinh hoạt ảnh hưởng lớn đến tâm lý công việc và cuộc sống tuy nhiên có sự đồng hành của cây rẻ quạt bạn sẽ không còn quá bận tâm đến vấn đề này cây rẻ quạt ngoài khả năng bảo vệ cổ họng chữa bệnh đường hô hấp còn phù hợp cho người bị hen suyễn rắn cắn tắc tia sữa bí đại tiểu tiện đối tượng không nên dùng cây rẻ quạt những lợi ích tuyệt vời của cây rẻ quạt đối với sức khỏe đã được nghiên cứu khoa học chứng minh cũng như người dùng ghi nhận hiệu quả thế nhưng đặc tính thảo dược hơi độc nên nếu quá lạm dụng về liều lượng thời gian lâu dài dễ khiến cơ thể bị hư yếu sinh tiêu chảy vì vậy người tỳ dị yếu thể trạng hàng tiêu chảy khí huyết hư phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ dưới 7 tháng tuổi không nên dùng bởi mức độ lành tính an toàn đem lại kết quả chữa bệnh cao cây rẻ quạt thực sự trở thành chọn lựa hàng đầu dành cho bạn và cả gia đình mỗi khi thời tiết thay đổi thường xuyên gặp vấn đề xấu về cổ họng tốt hơn hết trước khi đưa ra quyết định sử dụng cây rẻ quạt để trị bệnh bạn nên đến thăm khám tại địa chỉ khám bệnh chuyên nghiệp xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại